Xin chào bác, đây với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đua Java Ferosi, một mẫu xe đua carbon, khung carbon rất là cao cấp của dòng Java, được trang bị full bộ chuyển động Shimano 105, đồ là nguyên bản chính hãng của DK, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, lốp sơn nguyên bản, khung carbon Java thương hiệu Ý, quá quen thuộc cho các bác chơi xe rồi. Thiết kế khung với những cái đường két cắt, những cái đất cắt kim cương trong chiếc xe nó có cái độ đẹp rất là cao. Phối với màu đen và màu đỏ nhìn chiếc xe nó rất là thể thao. Trang bị full một bộ chuyển động của Shimano 105. Bánh 3 mảnh. Vành nhôm cao bản chính hãng DK. Đây đi vòng cuối đủ. Ni lông dẹp. Tay lắc 105. Chúng sắp vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác hỏi là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác đi được khoảng 1m64-65 đến 1m74-75 là phù hợp. Trang bị 11 tầng lít và 2 tầng đĩa. Chiếc xe có 22 tốc độ. Chiếc xe đang bán bên em mức giá là 17.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác để hết tiền. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe mà còn đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.